Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phật ga wa đó. Ngài là bậc a ra hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phật ga qua đó. Ngài là bậc a ra hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng lễ đức Phật ga qua đó. Ngài là bậc a ra hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ bưa ăn sở ra nơi mi đàm măng sở ra năng gà cha mi sang gần sở ra năng gà cha mi đưa ti giảm bi ba cha mi đưa ti giảm bi đàm măng sa ra năng gà cha mi đưa ti giảm bi sang gần sa ra năng gà cha mi ta ti giảm bi bưa đà hăng sa ra năng gà cha mi ta ti giảm bi đàm măng sa ra năng gà cha mi ta ti giảm bi sang gần sa ra năng gà cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính quy Tăng lần thứ ba. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyambi Buddhang saranang gacchami, Dutiyambi Dhammang saranang gacchami, Dutiyambi Sanghang saranang gacchami, Tatiyambi Buddhang saranang gacchami, Tatiyambi Dhammang saranang gacchami, Tatiyambi Sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Di saranat gahanang paripunang pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Panatipata veramani sikha badang samadhiyami adinna dana veramani sikha badang samadhiyami kame sumiccha chara veramani sikha badang samadhiyami musavada Veramani sikha badang samadhiya misura me raya matchapama dathana Veramani sikha badang samadhiya mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Panatipata veramani sikkhapadang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.
Adinna dana we ramani sikha patang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicchachara we ramani sikha patang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là quý tránh xa sự tà dâm. Muksawada we ramani sikha patang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rayamachapamadathana we ramani sikha patang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Thế Tôn có dạy rằng imani pancha sikha bada ni sa dukan ka to apa made na nikya kalang sammara kitap bang chư thiện tính sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo hãy ráng vân giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Amapante, và chúng con xin vâng. Thế Tôn có dạy rằng silene sugatin yang ti silene foga sampada silene nit buon ti yang ti tasma silang bi so thát dê tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cứ ấy chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật đừng để lắm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con sám hối Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo ạ. Uttamange na vande hang ba da pang sung va uttamang Buddheyo kalito doso buddho kamatutang mamang uttamang gena vandeham thamman chaduvitam varang thammeyo kalito doso thammo kamatutang mamang uttamang gena vandeham sangkhan chaduvitottamang sankheyo kalito doso Sangkho Khamatutang Mamang. Dạ sau đây con kính thỉnh Sư Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ con kính dâng mic lại cho Sư. Sakatwa Buddharatanang Osathang Uttamang Varang Hitang Deva Manusanang Buddha te che na so thi na na sang tu ba da ba sa be dukkha vu pa sa mang tu te sa ka to tham ma ra ta nang o sa thang u ta mang va rang pa ri la hu pa sa ma nang tham ma te che na so thi na na sang tu ba da ba sa be pa ya vu pa sa mang tu te Sakatwa sankharatanang o satang o tamang varang ahuneyang bahuneyang sankhate che na so thina na sang tu ba da ba sabbe roga vu pasamang tu te. Xin cho tất cả điều nghi khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật. Nhờ lòng tôn kính Phật bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại, xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp. Nhờ lòng tôn kính Pháp bảo như món linh dược quý cao là Pháp trấn tịnh điều phiền não, xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng. Nhờ lòng tôn kính Tăng Bảo như món linh dược quý cao đáng để cho người cúng dường và quan nghinh tôn trọng. Si tham a thu si tham a thu si tham a thu y đăng pha lăng
Etasmin ratanata yasmin sampasadana cheta. Số cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ con cũng kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới. Dạ sau đây con kính đảnh lễ sư Pháp Trang vừa đến với đạo tràng. Dạ sau đây con xin nhường mic lại cho Nguyên Như ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ một lần nữa con kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bích Thai dạ. Dạ không biết Nguyên Như có trước máy không Nguyên Như? Nguyên Như có trước máy không cho Nguyên Trang xin tín hiệu ạ. À. Dạ bây giờ chưa có Nguyên Như. Dạ sau đây con kính thỉnh sư Thanh Tâm. Dạ con không biết sư Thanh Tâm có trước máy không sư? Dạ con kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể cho chúng con... sao đang mất tay tất cả mọi người ơi. Dạ con không biết sư Thanh Tâm có trước máy không ạ. Dạ xa thú bàn tay của sư. Dạ con kính cung thỉnh sư ạ. Dạ mô Phật. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Kính lễ chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô và kính chào Phật tử. Dạ thưa quý vị, sư nghĩ là hôm nay Nguyên Như và lớp học sẽ ôn bài về vi diệu pháp, mà không biết Nguyên Như sao chưa giơ tay. Rồi rồi Nguyên Như đến với lớp học rồi, bây giờ mời Nguyên Như nha. Dạ. Nam mô Bích Thai giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ Nguyên Như xin kính chào toàn thể quý vị trong đạo tràng ạ. Dạ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu qua ôn cái phần tâm vô nhân. Dạ Nguyên Như xin kính mời chị Kim Nhung có thể post khoảng 7 cái tâm bất thiện vô nhân để cho chúng ta có thể tập đọc Pali, ôm lại Pali và phần tiếng Việt cho lớp quen hay chị. Dạ Nguyên Như xin kính thỉnh sư Thanh Tâm và sư Nguyên Thông có thể làm và sư Pháp Trang có thể làm đầu tàu cho chúng con đọc bài ạ. Sa thú con xin dâng mít lại cho chư tăng ạ. Dạ thưa đạo tràng có nghe được âm thanh của Nguyên Như lại không ạ? À? Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông và sư Pháp Thanh, sư Pháp Trang có thể làm đầu tàu để đọc bài để cho lớp chúng con cùng theo mà đọc. Dạ con xin dâng mic lại cho chư tăng ạ. À. Nam mô Phật Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Trước tiên chúng con xin hành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con hành kính đảnh lễ Thượng Tọa Thanh Tâm, thân chào chư Nguyên Thông và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Dạ, bây giờ thì chúng tôi xin được đọc bài để cùng với
quý vị. Và sau đó thì chúc cung thỉnh Tiêu Tăng cũng như là Tượng Tọa Thanh Tâm Chu Nguyên Thông cũng lên để cùng đọc bài, cùng để cho Phật tử có cái sự quan hỷ. Và bây giờ chúng tôi xin được đọc trước một bức thầy giác. Akusala vipakacitta ni tâm bất thiện vô nhân 13 upekkha saharatang chakkhu viññānang tâm nhãn thức thọ xả 14 upekkha saharatang sota viññānang tâm nhĩ thức thọ xả 15 upekkha saharatang kha nhát vinh nha năng tâm tỷ thức thọ xả 16 upekkha saharatang chiêu ha vinh nha năng tâm thiệt thức thọ xả 17 dukkha saharatang kha gia vinh nha năng tâm thân thức thọ khổ 18 upekkha saharatang sampatthana cittang tâm tiếp thâu thọ xả 19 upekkha saharatang santi Santi Rana Chit Tăng tâm quan sát thọ xã. Dạ bây giờ hình như là có bấy nhiêu hả? Dạ sao chúng tôi thấy dạ bây giờ chắc có bấy nhiêu rồi. Dạ bây giờ chúng tôi đã đọc xong. Dạ chắc giờ cùng thỉnh Thượng Thọ Thanh Tâm và cũng như là Sư Duyên Thông để cùng lên đọc bài để cho Phật tử họ đọc theo. Nam Mô Bích Thà Giá. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ thưa đạo tràng, có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Dạ sa thú chị Quan Phan, sa thú anh Giang. Dạ con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Dạ con xin kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con không biết là cô có cầm mic thơ được không? Con xin kính mời cô đọc bài ạ. Dạ Nguyên Như con xin xuống mic ạ. Dạ Nguyên Thông con xin đọc bài. Dạ Akusala Vipakacitta ni tâm quả bất thiện vô nhân số 13 Upekkha Saghatang
chất của viên nha năng tâm nhãn thức thọ xã. Số 14, upekha sagatang so tapi so tapi viên nha năng tâm nhĩ thức thọ xã. Số 15, upekha sagatang kha na viên nha năng tâm tỷ thức thọ xã. Số 16, upekha sagatang chi pha viên nha năng tâm thiệt thức thọ xã. Số 17, dukkha sagatang ca giá viên nha năng tâm thân thức thọ khổ. Số 18, upekha sagatang sampatik chana chiết tăng tâm tiếp thâu thọ xã. Số 19, upekha sagatang santi rana chiết tăng tâm quan sát thọ xã. À, dạ không thấy còn nữa. Trời, vậy là hết rồi. Dạ con xin cảm ơn chư vị lắng tai nghe, con xin mời người kế. Nam mô Bụt Tha, Ya Nam mô Tham Ma, Ya Nam mô Sang Ga, Ya Ya con kính lễ bằng mắt tam bảo, con kính lễ Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, con kính lễ quý sư, con kính chào đạo tràng, và con xin trả bài. Akusala vipaka cittani, tâm quả bất thiện vô nhân. Upekha sahagatang, chakutvinya nang tâm nhãn thức thọ xã. Upekha sahagatang sota vinya nang tâm nhĩ thức thọ xã. Upekha sahagatang gana vinya nang tâm tỷ thức thọ xã. Upekha sahagatang vicha vinya nang tâm tỷ thức thọ xã. Dukkha sahagatang kaya vinyanang tâm thân thức thọ khổ. Upekha sahagatang sampatijjana cittang tâm tiếp thâu thọ xã. Upekha sahagatang santi rana cittang tâm quan sát thọ xã. Dạ, con cảm ơn cô Kim Nhung post bài. Con xin xuống mic. Nguyên Thông thấy có cái chữ này J-H-A, chữ đó đọc là Kha hay là Kha chứ không phải đọc là Ga. Đó là thầy kinh giảng dạy như vậy thì sư lặp lại, vị nào có nhớ lại thì check lại với thầy kinh. Cái chữ đó thì đọc là Kha, K-H đó, Kha, chữ Kha đó là chữ đó là như vậy. Dạ đúng là đọc là Kha. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông, sư Pháp Trang cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, dạ con xin đảnh lễ quý cô tu nữ là. Dạ, con xin tham gia đọc bài hôm nay luôn. Akusala vipaka cittani, tâm quả bất thiện vô nhân. 13. Upekha sahagatang chắc khu huynh nhà năng tâm nhãn thức thọ xã. 14. Upekha sahagatang sô ta huynh nhà năng tâm nhĩ thức thọ xã. 15. Upekha sahagatang gà na huynh nhà năng tâm tỷ thức thọ xã. 16. Upekha sahagatang tri hà huynh nhà năng
tâm thiệt thức thọ xả. 17. Dukkha sahagatang kaya vinyanang, tâm thân thức thọ khổ. 18. Ubekha sahagatang sambatit chanachittang, tâm tiếp thâu thọ xả. 19. Ubekha sahagatang santi ranachittang, tâm quán sát thọ xả. Dạ con xin hết, xin mời vị tham gia. Nam Mô Bích Thầy. Dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ không biết mọi người có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ con cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Dạ cảm ơn chị Nhung đã post bài ạ. Akusalavi bà kachitani, tâm quả bất thiện vô nhân. 13. Upekkha sahagatam chakkhu viññānaṃ, tâm nhãn thức thọ xả. 14. Upekkha sahagatam sota viññānaṃ, tâm nhĩ thức thọ xả. 15. Upekkha sahagatam khana viññānaṃ, tâm tỷ thức thọ xả. 16. Upekkha sahagatam chiuha viññānaṃ, tâm thiệt thức thọ xả. Dukkha sahagatam kaya viññānaṃ, tâm thân thức thọ khổ. Upekkha sahagatam sambatichanacittam, tâm tiếp thâu thọ xả. Upekkha sahagatam santi ranacittam, tâm quán sát thọ xả. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia. Kính mời Quanh Phan nè. Kính mời, dạ con thấy đạo tràng nhiều người lắm, con kính mời ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ mô Phật, con Quanh Phan, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài hả. Akusala vipaka citta ni, tâm quả bất thiện vô nhân. 13. Upekkha sahagatam chakkhu viññānaṃ, tâm nhãn thức thọ xả. 14. Upekkha sahagatam sota viññānaṃ, tâm nhĩ thức thọ xả. 15. Upekkha sahagatam khaṇya viññānaṃ, tâm tỷ thức thọ xả. 16. Upekkha sahagatam khuṣṣa viññānaṃ, tâm thiện thức thọ xả. 17. Dukkha sahagatam kaya viññānaṃ, tâm thân thức thọ khổ. 18. Upekkha sahagatam sambatichanacittam, tâm tiếp thọ xả. 19. Upekkha sahagatam samtiranacittam, tâm quan sát thọ xả. Dạ con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ con xin đảnh lễ chư tôn đức tăng, quý bà cô tu nữ, con xin tham gia đọc bài học ngày hôm nay ạ. Dạ con xin chào chàng, cho tín hiệu có nghe được không ạ?
Dạ, 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 ta đang kiếm cái phone nó nhỏ quá đó, dạ. Akusala vipa vipaka cittani tâm quả bất thiện vô nhân. 13. Upekkha sahagatang cha khu vinh nhà nặng tâm nhận thức tà xã. Số 14. Upekkha sahagatang sầu tạ vinh nhà nặng tâm nhận thức tà xã. Số 15. Upekkha sahagatang tâm dị thức tạ xã. Số 16. Upekkha sahagatang chiều hà vinh nhà nặng tâm thiệt thức tạ xã. Số 17. Dukkha sahagatang kaya vinh nhà nặng tâm thân thức tạ khổ. Số 18. Upekkha sahagatang sambaticca nacchitang tâm tiếp thâu tạ xã. Số 19. Upekkha sahagatang sanchitana chitang tâm quan sát tọa xã. Dạ một Phật tôi xin xuống đất ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ chị Nhung có đọc chưa vậy chị Nhung? Chị Nhung đưa tay nè, em nhường mic lại cho chị nha. Dạ. Cảm ơn Nguyên Như. Dạ. Alo alo ạ. Dạ. Cảm ơn anh Phan. Dạ. Cảm ơn mọi người. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ sư Nguyên Thông, con kính lễ sư Pháp Trang. Kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Akusala vipa kacittani tâm quả bất thiện vô nhân. 13. Upekkha sahagatang cakkhuvinnyanam tâm nhãn thức thọ xả. Upekkha sahagatang sotavinnyanam tâm nhĩ thức thọ xả. 15. Upekkha sahagatang khả na huỳnh nhà nặng tâm tỷ thức thọ xả. 16. Khả sahagatang chiều hà huỳnh nhà nặng tâm thiệt thức thọ xả. 17. Dukkha sahagatang cả gia huỳnh nhà nặng tâm thân thức thọ khổ. 18. Upekkha sahagatang sambaticchanacittang tâm tiếp thâu thọ xả. 19. Upekkha sahagatang sangtiranacittang tâm quan sát thọ xả. Dạ xin hết ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ Nguyên Thông xin đọc tiếp. Akusala vipa kacitta ni tâm quả bất thiện vô nhân. Số 13. Upekkha sahagatang cakkhuvinnyanam tâm nhãn thức thọ xả. Số 14. Upekkha sahagatang sotavinnyanam tâm nhĩ thức thọ xả. Số 15. Upekkha sahagatang kha na vinya năng tâm tỷ thức thọ xả. Số 16. Upekkha sahagatang chiều hà vinya năng tâm thiệt thức thọ xả. Số 17. Dukkha sahagatang kaya vinya năng tâm thân thức thọ xả thọ khổ. Số 18. Upekkha sahagatang sampatik chanacittang tâm tiếp thâu thọ xả. Số 19. Upekkha sahagatang santi Rana chiết tăng tâm quan sát thọ xã. Dạ xin mời người kế. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ con xin bảnh lễ chư tôn đức quý cô tu nữ và con xin chào đại tràng. Dạ con xin đọc Akusala vipaka tà ni tâm quả bất thiện vô nhân. Upekkha sahagatang cakkhuvinnyanam tâm nhãn thức thọ xả. Upekkha sahagatang so con xin xem hối
Sota Vinya Năng, tâm nhĩ thức thọ xã. 15. Upaka Saha Ga Tăng Kha Na Vinya Năng, Vinya Năng, tâm tỷ thức thọ xã. 16. Upaka Saha Ga Tăng Chiều Hà Vinya Năng, tâm thiệt thức thọ xã. 17. Dukkha Saha Ga Tăng Cà Giá Vinh Nhà Năng, tâm thân thức thọ khổ. 18. Upakha Saha Ga Tăng Sang Pa Tích Cha Na Chích Tăng, tâm tiếp thâu thọ xã. 19. Upakha Saha Ga Tăng Sang Ti Ra Na Chích Tăng, tâm quan sát thọ xã. Dạ, yeah, con đọc sai, xin quý sự sửa. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin xuống mic ạ. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, thưa đạo tràng, có nghe được âm thanh của Hương Như Lai chưa ạ? Dạ, sa thú em Duyên, sa thú chị Nguyên Trang, sa thú anh Giang, sa thú anh Phan. Dạ, hôm nay Nguyên Như thấy lớp mình ai cũng đọc hay hết, Duyên cũng đọc khá lắm chứ đâu có gì đâu. Lên tập thường là đọc ngon lành liền. Sa thú anh Giang, sa thú anh Thính Pháp, hôm nay chư vị đọc rất là hay. Dạ, bây giờ mình sẽ ôm vô cái phần mà tâm vô nhân. Mình sẽ ôm vào một hai cái tâm vô nhân trước khi mà mình đi lững chững vào cái lộ trình tâm ha quý vị. Có thể là bữa sau, có thể là bữa sau nữa, Nguyên Như không có biết là mình sẽ cái tốc độ mình đi ra sao, thì mình cứ đi từ từ thôi ha quý vị, đâu có gì đâu mà phải gấp. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về một cái loại tâm mới. Hôm từ bữa giờ khoảng gần 2 tháng nay là mình đã ôm vòng vòng cái chỗ mà 12 tâm bất thiện nè, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì cái tâm bất thiện này quý vị có nhớ đó, là tâm tham thì nó có hai cái nhân, là một cái nhân tham và một cái nhân si. Rồi cái tâm sân nó cũng có hai cái nhân ở trong cái tâm đó, là một cái nhân sân và một cái nhân si. Tức là tâm tham và tâm sân thì có hai nhân, phải không quý vị? Rồi tới tâm si thì sao? Tâm si thì chỉ có một nhân si thôi, là nó đủ, nó control cái si rồi. Thành ra mình sẽ có hai loại, tâm tham và sân thì mình có hai nhân, rồi mình có tâm si là có một nhân. Bây giờ mình đi vô cái phần là tâm vô nhân, tức là nó không có cái nhân nào trong này hết. Thì nói nôm na nó giống như là thầy kinh hay nói là nó là một cái bánh bao mà nó không có nhân đó quý vị. Thì cái trong cái tâm vô nhân này tổng cộng mình có đó, nếu mà quý vị nào có cái bảng nêu ở trước mặt á, thì quý vị nhìn cái chỗ mà 54 tâm dục giới, cái phần lớn thứ nhì phía dưới cái 12 tâm bất thiện, phía trên và bên tay trái của bảng nêu đó quý vị, nó nằm trong phần tâm đó. Thì quý vị sẽ thấy là có tất cả 18 cái tâm vô nhân ha. Tất cả là 18 cái tâm vô nhân. Thì trong 18 cái tâm vô nhân thì mình nhìn kỹ lại, mình sẽ thấy có một phần á, là tâm quả, có một phần đó là tâm duy tác. Có nhiều cái bản nêu thì người ta chia làm ba, là quý vị thấy là quả bất thiện, xong rồi tới quả thiện, xong rồi cái tới tâm duy tác. Nhưng mà có những bản mới sau này á, thì họ ghi gom lại là quả bất thiện với quả thiện, thì mình gom chung lại gọi là tâm quả và tâm duy tác. Rồi từ cái tâm quả đó đó, họ mới chia ra là quả bất thiện và quả thiện. Thì chia từ cái tâm quả đó ra, thì nó có khi là họ gom lại, có khi là họ chia nhỏ ra. Quý vị để ý cái phần đó nha, đừng có hoang mang, tự thiệt ra nó cũng giống nhau thôi nha quý vị. Rồi cái phần mà cái chữ tâm vô nhân này đó, tiếng Pali mình gọi là Ahetukacitta. Ahetukacitta, Ahetukacitta. Thì trong đây có một cái chữ Pali gọi là Hetu. Hetu thì có nghĩa là nhân. Khi mà cái chữ Pali là Hetu thì thêm một cái chữ A đằng trước cái chữ Pali đó thì có nghĩa là không. Là Hetu là nhân.
thì cái chữ á hê tú thì mình gọi là vô nhân. Thành ra quý vị thấy cái chữ là á hê tú cá đó thì gọi là vô nhân. Còn chích tá thì hôm bữa giờ mình học rồi là tâm. Thành ra ở trên cái chữ tâm vô nhân, quý vị thấy không, cái bảng nó gọi là á hê tú cá chích tá, thì có nghĩa là tâm vô nhân. Hôm nay học được cái từ Pali mới, hoan hỷ quá quý vị ha. Có cái một vị sư nói với Nguyên Như là khi mà con học được một cái chữ Pali trong nhà Phật á, thì giống như là nó còn có phước hơn là con xây 8 cái cảnh cái chùa nữa. Thì nói nôm na là vậy á, có nghĩa là học Pali có phước lắm đó quý vị. Quý vị đừng có khi dễ nha. Một cái chữ nào mình học ở trong cái lớp mình nó cũng rất là có phước. Mỗi lần mình học xong đó, mình ráng mình hồi hướng, mình nguyện cho mình đến đạo quả niết bàn, rồi mình nguyện cho người thân của mình được an vui ha quý vị. Mỗi một cái chữ đều học đều rất là tốt, chứ mình đừng có khi dễ nó ha. Rồi cái tâm vô nhân này, khi mà cái tâm này hiện khởi ra đó, thì nó không có cái những cái chủng tử thiện hay là bất thiện đồng sanh chung với cái tâm vô nhân này. Nói nôm na là tâm vô nhân là những cái thứ tâm về thực chất á, thì không có một chút xíu dấu vết nào của thiện hay là bất thiện trong đó. Hay là nói cái danh từ bình dân của mình á, là khi mà mình nói tới tâm vô nhân á, là không có mắc mớ gì đến cái chuyện thiện hay bất thiện hết. Chẳng hạn như mình ra đây, mình gặp cái bữa đi, giống như đi ngang một cái chỗ rồi nó có cái mùi hôi thiệt là hôi, rồi hay là cái chỗ mà đi ngang cái vùng biển mà cái biển hay là cái hồ gì mà nó dơ quý vị, nó có cái mùi tanh cá đó, nó tanh kinh khủng, đi ngang vậy thôi ai cũng nói trời sao mà hôi như vậy. Thí dụ mình đi ngoài summer mà mình đi chơi, mình đi ngang cái chỗ Delaware đó, quý vị thấy trời ơi, không biết là cái chỗ đó cái xu vực, hay là nguyên như nghe nói là có những cái hãng mà làm thuốc đó, họ manufacture, họ ra cái thuốc đó, thì nó đổ cái những cái nước hóa chất ra cái chỗ mà Delaware nó hôi thiệt là hôi đó quý vị. Mình đi ngang mình phải kéo kiến lên. Thì có những cái chuyện mà nó tự nhiên nó ập tới mắt tai mũi lưỡi thân của mình á, thì mình sẽ giống như mình thiệt là thích hoặc là mình thiệt là khó chịu, nhưng mà nó đúng ra là nó không mắc mới gì chuyện thiện bất thiện. Thì giống như mình hay nói là lỡ xui bị vậy đó, chứ nó không có cái nhân ở trong đây ha quý vị. Tức là dùng cái chữ là những thứ tâm về thực chất không có một chút xíu dấu vết nào của cái thiện hay là bất thiện trong những cái tâm này hết, thì mới gọi là tâm vô nhân. Một cái giải thích khác nữa là tâm vô nhân là những cái thứ tâm mà khi nó sanh lên không có những cái nhân đồng sanh chung, có nghĩa là cái lúc hiện tại nó sanh lên á, thì nó không có nhân ngay lúc đó thôi, nhưng mà không có nghĩa là nó không có cái nhân sanh trong quá khứ nha quý vị. Cái chỗ này nó hơi lấn cấn chút xíu, mình phải hiểu rõ cái chỗ này. Có nghĩa là thí dụ mình đi ngang cái chỗ lề la que vậy, mình thấy nó hôi quá, mình kéo kiến lên, thì ngay cái lúc đó thì nó không có mắc mới gì chuyện thiện ác, nó chỉ là một cái mùi hôi nó đập vô trong cái lỗ mũi của tất cả mọi người trong xe đi chung với mình thôi, nhưng mà không có cái thiện gì bất thiện, nên nó đơn giản là một cái mùi hôi thôi. Nhưng mà nó cũng là có một cái nhân trong quá khứ, có nghĩa là trong quá khứ mình có làm cái chuyện bất thiện gì của ai với ai đó, thì đến cái kiếp này nè mình mới hay bị những cái chuyện đó nha quý vị. Tức là nó hơi khó hiểu một chút xíu, là tâm vô nhân ngay trong cái thời điểm hiện tại nó không có cái nhân, nó không có liên quan gì tới những cái thiện hay bất thiện. Nhưng mà không có phải là nó không có nhân trong quá khứ, nó vẫn là những cái tâm quả, bởi vì mình mới nói là tâm quả đó, những cái tâm quả thiện hay bất thiện mình trong cái thời quá khứ mà mình đã làm một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, hay là trong quá khứ ở đây cũng có nghĩa là nửa tiếng hay một tiếng trước nữa, chứ không phải quá khứ có nghĩa là lâu xa lắm đâu nha quý vị. Thì khi mà một cái gì trong quá khứ nó để cái quả lại đó, thì nó hiện ra những cái tâm này, nó xuất hiện ra những cái tâm này cho mình. Thì những cái tâm này nè, không có cái nhân, nhưng mà cái nhân đó vẫn là có nhân, nhưng mà nhân của cái tâm quá khứ. Nguyên Như đi chậm vậy quý vị, nó hơi rối rối chỗ này đó quý vị. Thì khi đó mà trong cái chỗ này nè, thì Nguyên Như hay nghe Chư Tăng và Thầy Kinh có một cái câu đóng mặt của ngợn ngoặc á, là nhân dị thời thì cho ra quả dị thục.
cái chữ nhân vị thời ra cho quả vị thục này khi nghe qua thì mình cũng rất là khó hiểu. Nguyên Như cũng đi hỏi, Nguyên Như cũng có đọc một cái số sách đó, thì rồi có hỏi sư Pháp Thanh nữa, thì Ngài cũng giải thích. Thì Nguyên Như giải thích ra lại cho quý vị có hiểu là Nguyên Như hiểu đúng không nha. Nếu mà trợt thì một hồi anh Mỹ hay là anh Tính Pháp hay là anh Giang hay là chị Nguyên Trang có thể giơ ta lên để mà cải chánh tri kiến ha. Thì cái theo cái Nguyên Như hiểu đó, thì cái nhân vị thời cho ra quả vị thục là sao? Là cái chữ vị thời này á, là một cái sự khác biệt về thời gian. Rồi cái quả vị thục là sao? Là những cái quả đó, là quả nó khác nhau. Thì khi mà mình nói nhân vị thời quả vị thục có nghĩa là khi mà gieo nhân, thường thường mà mình gieo một cái nhân á, thì mình phải có một cái thời gian thì quả nó mới trổ, chứ không có bao giờ gieo nhân mà quả nó trổ liền hết, trừ một cái chuyện thôi, trừ trong một cái trường hợp duy nhất á, là khi mà trong cái lộ đắc đạo đó quý vị, thì khi mà mình đắc đạo, một cái sát na đắc đạo nó xuất hiện á, nó sanh khởi á, thì khi mà cái sát na đó diệt xuống á, thì sẽ có một cái sát na quả nó liên tục không có gián đoạn. Đó chỉ có một trong một cái duy nhất là trong cái lộ đắc đạo thôi của chư thánh á, thì nó mới xảy ra cái chuyện này. Mà cái chỗ này thì trong cái bài kinh mà Phật Pháp Tăng đó mình có đọc á quý vị, nhớ không, cái chữ Akaliko đó có nghĩa đó là cái pháp vượt thời gian, khi nào mà đắc đạo thì đắc quả không có chậm trễ. Thì duy nhất trong một cái chuyện này, trong một cái trường hợp này đó, thì cái sát na đắc đạo vừa khởi lên mà nó vừa diệt xuống á, thì cái sát na tức thời kế tiếp á, là cái sát na quả là nó liền kề luôn. Còn thông thường ở trong cái nhân quả hiệp thế đó, thì cái nhân vị thời nó sẽ cho ra quả vị thục, có nghĩa là khi mà mình làm cái chuyện gì á, mình phải để nó có thời gian, tức là cái nhân nó gieo xuống rồi phải có thời gian thì quả mới trổ, chứ nó không có trổ liền. Quý vị thấy giống như mình giơ cái bàn tay lên, ví dụ như mình giọng người ta hay mình đánh người ta một cái, hay là mình lấy cái chân mình đá ta một cái đó, thì người ta đánh lại mình liền, có phải liền không quý vị? Không có đâu. Cái đó là nhiều sát na tiếp theo, từ cái này là nói theo sát na, chứ không phải nói là theo giờ của mình đâu ha quý vị. Tức là cái gì nó cũng là nhân vị thời quả nhị vị thục hết, nó đúng hết cho tất cả những cái nhân quả trong cái hiệp thế. Quý vị nhớ chỗ đó ha. Thành ra cái chữ mà nhân vị thời quả vị thục đó thì có ý nghĩa là như vậy, nó cũng hơi khó hiểu. Thành ra cái đó là cái Nguyên Như hiểu thôi. Nếu mà Nguyên Như hiểu có sai á, Nguyên Như xin kính thỉnh chư Tăng có thể giải thích lại cho lớp và với Nguyên Như để con cha cải chánh tri kiến ạ. Rồi Nguyên Như đi tiếp theo cái chỗ là tâm quả vô nhân, là tâm có nhân từ quá khứ cho ra quả trong thời hiện tại. Thì mình nói ra tiếng Việt là hồi nãy giờ mình nói ra tiếng Hán, bây giờ mình giải thích ra tiếng Việt là Nguyên Như xin lặp lại là tâm quả vô nhân, là tâm nó có nhân từ cái quá khứ rồi nó cho quả trong thời hiện tại. Thì trong thời hiện tại này tâm quả vô nhân nó không có nhân. Thì cái nhân mình nói nhân đây là gì vậy? Nhân đây thì nó có sáu. Thứ nhất á, là nhân tham. Thứ hai đó là nhân sân. Thứ ba là nhân si. Thì ở đây có ba nhân là thuộc về á, là bất thiện rồi. Quý vị thấy không? Tham sân si là bất thiện chắc luôn. Rồi mình có ba nhân tiếp là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Thì trong cái cái chỗ mà nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si, ở đây là nhân về nhân thiện. Rồi có những sách thì sẽ ghi là có 8 nhân. Nguyên Như xin sám hối, có 9 nhân. Thì có một cái 9 nhân nữa thì có chỗ là ghi 6 nhân, có chỗ thì ghi 9 nhân. Mà những cái 9 nhân này á, thì gọi là ba cái nhân vô ký. Thì ba cái nhân vô ký này á, thì nó có tồn tại ở trong cái tâm quả và tâm duy tác. Thì Nguyên Như chỉ nói sơ qua thôi, thì sau này sẽ có một cái phần mà mình sẽ đi sâu vào cái nhân vô ký này ha quý vị. Thì cái tâm vô nhân á, là những cái loại tâm mà nó không có sáu cái nhân này nó kết hợp, hay là nó xảy ra trong cái tâm vô nhân này, là không có nhân tham, nhân sân, nhân si, và nó không có nhân vô tham, vô sân, vô si. Là mình nói sơ qua về cái hiểu sơ sơ như thế nào về tâm vô nhân. Thì cái tâm vô nhân mình
mình chia ra được làm hai loại nha quý vị. Thứ nhất á, là về tâm quả vô nhân, và thứ hai là về tâm duy tác vô nhân. Thì tất cả đây có 18 cái tâm vô nhân tất cả, thì mình chia ra làm hai đó. Thứ nhất là tâm quả vô nhân, thứ hai là tâm duy tác vô nhân. Về tâm quả vô nhân thì tiếng Pali gọi là Ahe Tuka Quý Bà Cá Chích Tá. Ahe Tuka Quý Bà Cá Chích Tá thì có tất cả là hai loại và tổng cộng là 15 tâm. Thì 15 tâm này mình chia được là hai phần. Một phần tiên là về tâm quả bất thiện vô nhân. Tiếng Pali là Ahe Tuka Akusala Quý Bà Cá Chích Tá. Tâm quả bất thiện vô nhân. Ahe Tuka Akusala Quý Bà Cá Chích Tá. Thì tâm quả bất thiện vô nhân này mình được có tất cả là 7 tâm. Thì cái tâm thứ nhất là quý như sẽ đi qua sơ một cái phần về tiếng Việt và tiếng Pali lại cho mình nhớ ha quý vị. Về cái tâm thứ nhất mình gọi là nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân thì mình có tiếng Pali là Ubekha Sahagatang Akusala Vibha Kang Chakkhu Vinyanang. Ubekha Sahagatang Akusala Vibha Kang Chakkhu Khú Quỳnh Nhà Năng. Tâm thứ hai thì mình gọi là nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. U Bác Khà Sa Há Gá Tăng A Cú Sa Lá Quý Bà Càng Sồ Tá Quỳnh Nhà Năng. U Bác Khà Sa Há Gá Tăng A Cú Sa Lá Quý Bà Càng Sồ Tá Quỳnh Nhà Năng. Tâm thứ ba mình gọi là tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. U Bác Khà Sa Há Gá Tăng Akusala Quý Bà Càng Kha Ná Quỳnh Nhà Nàng. U Bác Khà Sa Há Gá Tăng Akusala Quý Bà Càng Kha Ná Quỳnh Nhà Nàng. Rồi tới tâm thứ tư là tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. U Bác Khà Sa Há Gá Tăng Akusala Quý Bà Càng Chiêu Hà Quỳnh Nhà Nàng. U Bác Khà Sa Há Gá Tăng Akusala Quý Bà Càng Chiều Hà Quỳnh Nhà Nàng. Tâm thứ năm là tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân. Đức Khá Sa Há Gá Tăng Akusala Quý Bà Càng Cà Giá Quỳnh Nhà Nàng. Đức Khá Sa Há Gá Tăng Akusala Quý Bà Càng Cà Giá Quỳnh Nhà Nàng. Tâm thứ sáu là tâm tiếp thu thọ xả quả bất thiện vô nhân. U Bác Khà Sa Há Gá Tăng Akusala Quý Bà Càng Sầm Bá Tích Chá Ná Chích Tăng. U Bác Khà Sa Há Gá Tăng Akusala Quý Bà Càng Sầm Bá Tích Chá Ná Chích Tăng. Số 7 là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. U Bác Khà Sa Há Gá Tăng Akusala Quý Bà Càng Sầm Tì Rá Ná Chích Tăng. U Bác Khà Sa Há Gá Tăng Akusala Quý Bà Càng Sành Tì Rá Ná Chích Tăng. Rồi trong đây sẽ được chia làm phần thứ hai, mình gọi là hồi nãy là mình đã đi qua 7 cái tâm quả bất thiện, bây giờ mình sẽ đi qua 8 cái tâm quả thiện vô nhân. Quý vị đừng có sợ nó mất thời giờ, cái tâm những cái tâm này sau này á quý vị phải thuộc lòng như cháo luôn đó, tự vì nó mình đọc nó sẽ rất là có phước và nó cũng làm cho mình tạo cái nhân về di diệu pháp cho mình đó quý vị. Mình đọc mình nhập tâm á, sau này khi mà những cái bài có những cái tâm này đọc lên á, nó sẽ gọi là catch attention của mình á, rất là lẹ, và mình đọc nó cũng mình đọc vô cái bài của người ta nó cũng hiểu nhiều hơn là quý vị không có biết gì về chữ Pali ha. Thành ra quý vị đừng có sợ nó mất thời gian, cứ việc mình ngồi mình ngẫm nghĩ, mình ngâm nga xong rồi cái mình đọc ha quý vị. Tâm quả thiện vô nhân, á hề tu cá cú sa lá quý bà cá chích tá. Á hề tu cá cú sa lá quý bà cá chích tá, tức là nó có 8 tâm quả thiện vô nhân. Thì tâm số 1 là nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. U Bác Khà Sa Há Gá Tăng cú sa lá quý bà càng chắc khú huynh nhà nàng. Số 2 là nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân. U Bác Khà Sa Há Gá Tăng Cú Sa Lá Quý Bà Càng Sồ Tá Quỳnh Nhà Nàng. Số 3 là tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân.
Ubekha Sahagatang Kusala Quý Bà Càng Khà Ná Quỳnh Nhà Nằng. Thứ bốn, thiệt thức thọ xã quả thiện vô nhân. Ubekha Sahagatang Kusala Quý Bà Càng Chiêu Hà Quỳnh Nhà Nằng. Thứ năm, thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân. Sukha Sahagatang Kusala Quý Bà Càng Cà Giá Quỳnh Nhà Nằng. Thứ sáu là tâm tiếp thu thọ xã quả thiện vô nhân. Ubekha Sahagatang Kusala Quý Bà Càng Sầm Bá Tích Chana Chích Tăng. Số bảy là tâm quan sát thọ xã quả thiện vô nhân. Ubekha Sahagatang Sầm Tì Rana Chích Tăng. Số tám là tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Sô Má Ná Sa Sahagatang Kusala Quý Bà Càng Sầm Tì Rana Chích Tăng. Hồi nãy giờ là Nguyên Như đang ôm lại cái phần là tâm quả vô nhân. Bây giờ mình tới tâm, ba tâm cuối cùng là tâm duy tác vô nhân. Tiếng Bali nó gọi là Á Hề Tú Cá Ký Rí Giá Chích Tá. Thì có tất cả ba tâm duy tác vô nhân. Tâm số một là tâm kháng ngũ môn thọ xã. Ubekha Sahagatang Bành Chá Đòa Rà Quách Chá Ná Chích Tăng. Số 2, tâm kháng ý môn thọ xã. Ubekha Sahagatang Mano Đòa Rà Quách Chá Ná Chích Tăng. Số 3 là tâm ưng cúng vi tiếu thọ hỷ. Sô Má Ngát Sa Sahagatang Hasitup Bà Đá Chích Tăng. Nguyên Như đã ôn qua tất cả là 18 loại tâm vô nhân, thì quý vị cứ đọc tới đọc lui, đọc cho tới chừng nào rành và thuộc thì thôi, thì càng đọc nhiều thì càng có phước vị sa thú. Bây giờ mình đi qua một cái phần nhỏ, giống như hồi nãy Nguyên Như mới nói sơ qua đó, là nhân thì mình có tất cả hai loại, là nhân thiện có ba là vô tham, vô sân, vô si, rồi nhân bất thiện cũng có ba là tham, sân và si. Có những cái chỗ thì họ ghi rõ ra là có 9 nhân thì có 3 thêm 3 cái nhân vô ký. Thì cái nhân vô ký này nó cũng từ cái vô tham, vô sân, vô si mà ra. Thì sau này mình sẽ đi sâu vô. Thành ra nếu mà quý vị thấy có những sách ghi 6 nhân cũng đúng, mà quý vị thấy có những sách ghi 9 nhân cũng đúng. Miễn là cái ý của người tác giả họ muốn quay, quay xung quanh cái vấn đề nào thôi. Thành ra mình đừng có ngạc nhiên ha quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ đi sâu vào từng tâm. Nguyên Như nghĩ hôm nay mình chỉ sẽ đủ đi sâu vào cái tâm nhãn thức, là cái tâm đầu tiên thôi. Thì cái bây giờ mình nói lại là cái tâm quả bất thiện vô nhân. Á Hề Tú Cá Akusala Quý Bà Cá Chích Tá. Thì có tất cả là 7 tâm. Đây á, là kết quả thành tựu do những cái nhân bất thiện trong quá khứ, mà đây chính là mẹ đẻ của tâm quả vô nhân trong thời hiện tại. Thành ra những cái nhân trong quá khứ nó gây ra những cái nó cho cái quả là tâm vô nhân trong thời hiện tại. Ngay cái lúc mà xảy ra này thì cái tâm vô nhân này không có nhân, nhưng mà nó sẽ có cái nhân từ cái quá khứ. Vậy ha quý vị, như cứ ôm tới ôm lui như để cho nó rõ ra cái ý này. Rồi cái tâm thứ nhất mình bàn sâu vô là cái tâm nhãn thức thọ xã quả bất thiện vô nhân đây. Ubekha Sahagatang Akusala Quý Bà Càng Chắc Khú Quỳnh Nhà Nằng. Nhãn ở đây á, có nghĩa là mắt. Thức á, có nghĩa là tâm. Thì có chỗ mình dùng tâm, có chỗ mình thức. Thành ra quý vị thấy không? Cái chỗ mà cái tâm vương, tất cả mình nói tâm bất thiện, tâm vô nhân, tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm đạo, tâm quả. Mà khi mà mình đi vô cái chỗ mà tâm quả bất thiện, cái mình có ngũ song thức, cái gì thấy không? Ngũ song thức á, như nhắc sơ qua thôi, mai mốt mình vô sâu thêm chút. Ngũ song thức có nghĩa là đầu năm cái cặp tâm đầu tiên ở trong cái quả thiện và quả bất thiện, nó gồm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nó không có ý trong này thấy không quý vị? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thành ra năm này mà mình có năm thiện và năm bất thiện thì nó thành là 10. Thì nó gọi là ngũ song thức. Ngũ là 5, song là 2, 5 nhân 2 là 10. Hay quý vị?
Có những quý vị ở Việt Nam đó, thì mình rất là rành về cái Hán Việt. Còn những vị mà sanh ở bên đây hoặc là qua từ hồi nhỏ thì nghe mấy cái từ này Nguyên Như rất là thông cảm, gọi là chết chắc luôn. Không có hiểu luôn, mỗi chữ mỗi từ nó khó quá mà lại học trong Pháp nữa, Nguyên Như rất là thông cảm. Thành ra nhãn là mắt, thức là tâm. Khi cái tâm biết nương qua con mắt để biết cảnh sắc bên ngoài, Nguyên Như lặp lại, khi mà cái tâm mình biết nương qua cái con mắt của mình để mà biết cái cảnh sắc ở bên ngoài, là trong đây Nguyên Như nói có ba cái phần: cái tâm nè, cái con mắt nè, cái cảnh sắc nè. Quý vị thấy ba cái phần ha, quý vị có thể nhắm mắt lại tưởng tượng. Cái tâm là cái trong cái ý thức của mình nè, nó dùng cái con mắt của mình để nó nhìn cái cảnh sắc bên ngoài. Tự vì nếu mà mình không có cái tâm á, quý vị có con mắt quý vị cũng đâu thấy, đúng không? Những người mà bị đuôi đó họ cũng có con mắt rồi họ cũng đâu có thấy. Rồi nếu mà cái cảnh sắc ở bên ngoài rồi nó để trước cái tâm rồi mà mình không có con mắt, mình bị hư mắt hay là mình bị cái gì đó mình rau mắt, mình cũng đâu có thấy. Tức là cái tâm biết nương qua con mắt để biết cảnh sắc, là quý vị thấy có ba cái thành phần ở trong đây, không có thiếu được một trong ba cái này. Thì khi mà ba cái tác nhân này xuất hiện một lượt, tâm biết nương qua mắt để biết cảnh sắc bên ngoài, thì những cái tâm này phải thấy và chịu những cái sự đau khổ. Tức là những cái sự đau khổ này là sao? Là kết quả thành tựu trong cái quá khứ đã gây ra. Thì gọi là cái quả tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tức là nhãn thức là sao? Là cái thức mà biết nương vào cái thần kinh nhãn, là cái con ngươi của mình. Tức là trong cái con mắt của mình á, nó có cái thần kinh nhãn, mà cái thần kinh nhãn nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong con ngươi của mình, chứ không phải là nguyên một cái con mắt của mình là cái chỗ đó nha quý vị. Tức là Nguyên Như nhắc lại là nhãn thức á, nó sẽ nương vào cái thần kinh nhãn, mà cái thần kinh nhãn đây á, là con ngươi, là một cái nhỏ chỗ nhỏ xíu, cái vòng tròn nhỏ xíu trong con mắt mình thôi. Đó là cái chỗ đó, là cái nhãn thức nó nương cái thần kinh nhãn để mà nó thấy đó. Là cái chỗ đó, cái tâm nương đó quý vị. Thì cái tâm, Nguyên Như xin lặp lại là tâm á, nó nương vào con mắt. Thì là sao? Tức là nhãn thức nó nương nơi thần kinh nhãn. Mà thần kinh nhãn nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay con ngươi. Rồi con ngươi là nó nằm một phần nhỏ trong con mắt của mình. Khi mà cái cảnh sắc nó đến, thí dụ như có một người bưng một cái chậu bông hồng thiệt là đẹp đi đến với mình vậy đó, thì cái đó là cái cảnh sắc nó đi đến. Hoặc là mình mở cái tivi mình ra thì có nhiều hình ảnh trong cái tivi mình thấy đó, thì đó cũng là cảnh sắc đến. Hoặc là mình đi ra ngoài trước cửa, mình mở cái cửa sổ ra, cái có nguyên một cái lá vàng thiệt là đẹp nó bay tới trước mặt mình, cái đó cũng là cảnh sắc. Hoặc là mình nhìn lên mặt trời, mặt trăng, nó cũng là cảnh sắc. Tất cả mà cái mình thấy được đó quý vị là cảnh sắc. Khi mà cái cảnh sắc mình đến đó, nó đi vào cái khu vực của thần kinh nhãn, có nghĩa là sao? Là hồi nãy mình mới nói thần kinh nhãn nó chính là cái con ngươi đó. Khi mà cảnh sắc nó đi vào khu vực của thần kinh nhãn, tức là con ngươi đó, thì khi mà nó đi vào cái thần kinh nhãn đó, thì tự vì cái tâm nhãn thức nó nương cái chỗ đó, thành ra khi mà nó đụng tới cái con ngươi, hay là nó đi vào cái khu vực của thần kinh nhãn, đi vào cái vùng đó rồi đó, thì cái tâm nhãn thức lúc đó nó mới sanh lên được. Khi mà cái tâm nhãn thức nó sanh lên rồi đó, thì nó sẽ tạo cái thần kinh nhãn để mà mình biết được cái cảnh sắc. Thành ra khi mà cái cảnh sắc nó đến rồi, nó đi vào con ngươi, thì lúc đó nhãn thức nó mới nương cái thần kinh nhãn, rồi nó tức là cái con ngươi đó, nó mới thấy được cái cảnh sắc chỗ đó. Nó hơi rắc rối chút xíu ha quý vị. Nếu mà mình không quen cái danh từ đó, mình hơi rối rắm lắm. Hồi nãy giờ Nguyên Như nói có ba thứ thôi, tức là cái tâm, thứ hai là nó nương qua con mắt, rồi thứ ba là nó biết cảnh sắc. Đó là mình nói nôm na. Mình nói sâu vô là cái nhãn thức, rồi nhãn thức là cái tâm đó, là nó biết nương nơi thần kinh nhãn, là cái con ngươi, rồi nó thấy được cái cảnh sắc. Là khi cái cảnh sắc mà nó đập vào cái con ngươi của mình á, thì nó sẽ vô vào cái khu vực thần kinh nhãn, thì lúc đó cái tâm nhãn thức sanh lên, rồi
nó sẽ nương vào cái thần kinh nhãn để mà nó biết cảnh sắc. Như nói xà quần hồi chưa vậy, có hiểu được Nguyên Như nói gì không? Châu như cái bông nha, Nguyên Như biết là cái chỗ này nó hơi rối nùi đó. Xa thú, xa thú. Rồi khi mà cái tâm nhãn thức nó sanh cái lên nơi nào thì nó sẽ diệt tại nơi đó trong một cái sát na thôi. Thì sau này mình sẽ đi qua cái chỗ mà cái lộ tâm thì mình sẽ thấy rõ hơn. Nguyên Như xin lỗi, Nguyên Như gửi bài cho quý vị mà Nguyên Như không để ý cái chỗ này nó hơi trật cái chỗ mà cái bỏ dấu đó. Ý anh Lý nói là thêm một cái thí dụ đó hả anh Lý? Thí dụ như là trong nhà mình có một cái chân xin cái bông hả? Xin thân các cảnh sát cái bông. Nguyên Như thí dụ là bây giờ có một cái mình đang ngồi học ở đây đi, thì tự nhiên cái có một cái con chó con trong nhà mình nó chạy vô trong mình, thì khi mà mình đưa mắt lên mình nhìn á thì mình thấy cái hình ảnh của cái con chó nó vào. Tại sao cái hình ảnh con chó nó vào được? Tự vì cái tự vì khi mà cái con chó nó xuất hiện gần tới mình, nó vào cái con người của mình á, thì cái nhãn thức mình nó mới nương cái thần kinh nhãn, rồi nó mới thấy được cái con chó, tới con chó rồi mới biết mình biết được cảnh sắc. Nếu mà cái con chó nó cũng chạy tới mà nó chưa vào cái khu vực mà cái thần kinh nhãn thấy được, nó ở xa cả giống như mười mấy hai chục mét trước, hay là cả xa hơn cái con mắt của mình một cây số, mình đâu có thấy, đúng không quý vị? Mình chỉ thấy trong cái khoảng cách, cái không gian mà con mắt, cái con ngươi và cái khu vực, bởi vì ta mới dùng là đi vào khu vực của phần thần kinh nhãn, là tức cái tầm nhìn của cái thần kinh và cái tâm nhãn thức nó lúc đó nó mới sanh lên, rồi nó mới nương thần kinh nhãn, rồi nó mới có con ngươi nữa, là cái mới nhận được cái cảnh sắc, thì cái tâm mình mới coi được, mới thấy được cái đó. Mà khi cái tâm nhãn thức mình sanh lên nơi đó rồi thì sao? Thì nó diệt xuống nơi đó luôn, nó không có ở đó hoài, nó chỉ có một sát na sanh diệt ngay đó thôi. Rồi khi mà cái tâm nhãn thức nó sanh lên nương tơ nơi thần kinh nhãn để bắt cảnh sắc rồi, thì khi mà nó sanh lên á thì nó diệt tại chỗ đó. Rồi khi mà cái nhãn thức á, mình đi qua về cái phần thọ, khi mà nhãn thức thì nó sẽ thuộc về thọ xả. Rồi làm sao? Tức là khi mà mình nhìn một cảnh xấu hay là một cảnh tốt, nó cũng là thọ xả thôi, mình chỉ nhìn thôi mà quý vị. Mình chưa có nổi cái tâm tham hay tâm sân. Khi mà quý vị thấy mình nhìn một cái gì mình Phật ý vừa lòng mà mình nổi cái tâm tham tâm sân á, là mình bước qua một cái lộ trình tâm khác, một cái tâm khác nó nhảy vô rồi. Mình đang nói đây là tâm vô nhân, tự vì quý vị có nhớ không? Một cái khẩy móng tay thôi, một có ngàn tỷ sát na sinh diệt. Thành cái chỗ vi diệu pháp mình học, mình chia sẻ nhỏ xíu ra như vậy á, mình đang học về cái tâm mà nhãn thức thọ xả. Cái nhìn của mình nó chỉ là thấy là biết, nó không có cái gì ở trong đây là có giận hờn hay là ghét thương gì trong đây ha quý vị. Cái nhãn thức này thuộc về thọ xả. Cái phận sự của nhãn thức là gì? Phận sự của cái con mắt là thấy cảnh. Như lặp lại ha, nhãn thức thuộc về thọ xả, cái phận sự của nó là thấy cảnh. Và chỉ sinh lên có một sát na thôi là diệt liền, không có lâu. Một cái sát na là diệt liền. Quý vị thấy cái tâm nhãn thức không? Nó sinh diệt tích tắc luôn, một sát na thôi. Thọ xả là sao? Định nghĩa lại cái thọ xả thì chính là một cái trạng thái quân bình, không có vui, không có buồn. Trạng thái thọ xả không vui, không buồn, đơn thuần là chỉ làm phận sự để bắt cảnh thôi. Khi mà nhìn thấy, mình thấy một cái áng mây qua, mình thấy một cái trận mưa, mình thấy một cái gì đẹp, một cái gì xấu, một cái gì mà nó gọi là cái cảnh sắc nó tới với mình á, nó xấu xí, nó không có được đẹp, hoặc giống như mình ra đường mình đi chạy ngang một cái rừng cây, sau rồi nó mới bị cháy đi, nó xấu xí, nó đen đúa, rồi mình một hồi mình chạy qua trên xa lộ phần khác thì mình thấy toàn là bông hoa tulip, quá là đẹp đi, thì cái đó con mắt mình chỉ bắt cảnh thôi, không có thiện ác, không có xấu tốt gì ở đây hết. Thấy không quý vị? Thì đó chính là tâm vô nhân đó, mình xài mỗi ngày bằng con mắt đó. Quả bất thiện là sao? Là kết quả xấu, kết quả không tốt và đem lại sự đau khổ. Vô nhân đây nghĩa là gì? Vô nhân đây chính là không có những cái nhân tương ưng.
Rồi khi mình nói nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, mình dịch sát ra là cái biết nương qua con mắt, thần kinh nhãn để mà bắt lấy cảnh xấu nha quý vị, là kết quả xấu do nhân bất thiện trong quá khứ tạo ra. Nguyên Như xin lặp lại, tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân chính là cái biết nương qua con mắt, thần kinh nhãn để mà bắt lấy những cái cảnh xấu, là kết quả xấu do nhân bất thiện trong quá khứ tạo ra, thì mình có cái tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Rồi, bây giờ mình qua một cái phần tiếp là năm nhân sanh nhãn thức. Thì cái nhân đầu tiên là mình phải có cái thần kinh nhãn. Tức là sao? Tức là mình phải có cái thần kinh nhãn, phải có cái cơ quan để mình bắt cảnh sắc. Tự vì nếu mà mình có con, những người mù đó họ vẫn có con mắt, tức là cái hình con mắt, có cái tròng mắt, có đủ thứ hết. Rồi mình có nguyên cái lông mi, lông mày đủ thứ, giống như mình thấy người ta có con mắt bình thường mà hỏi sao người ta bị mù. Tại vì người ta không có thần kinh nhãn, cái con người của người ta đó không có nhận được cái cảnh sắc, thành ra cái thần kinh nhãn nó không hoạt động đó quý vị. Mình cũng không thấy được. Tức là khi mà mình có nhãn thức thì make sure là chắc chắn là mình phải có cái thần kinh nhãn để cho mình thấy ha quý vị. Thứ hai là phải có cảnh sắc, tức là mình phải có một cái hình ảnh tới nè, mình phải có cái màu này màu kia, mình phải có xanh đỏ tím vàng. Khi mà mình nhắm mắt mình lại rồi á thì mình đâu có thấy gì đâu, thành ra mình phải có cái cảnh sắc thì mới có nhãn thức xảy ra. Ví dụ người mù họ thấy gì? Họ thấy toàn màu đen. Màu đen này không phải là cảnh sắc đâu nha quý vị. Mình đừng nói màu đen cảnh sắc, tự vì cái tối thui của họ không, mình không có dùng đó là cảnh sắc. Nó chỉ là cái không thấy thôi. Rồi cảnh sắc là sao? Là phải là cái cảnh mà đi từ ngoài vào nha quý vị. Phải là nó là đi từ ngoài vào. Như thí dụ như mình tối hôm qua mình có một giấc mơ đi, sáng ra mình kể. Giống như Nguyên Như kể với chị Nguyên Trang. Nguyên Trang ơi, hồi tối hôm qua đó Nguyên Như mơ, Nguyên Như thấy vậy nè, thấy có một con chó, rồi nó chạy qua, nó chạy vô vườn của nhà Nguyên Trang đó, mà con chó nó có lông màu vàng, rồi nó có hai mắt là to, nó rất là đẹp ha. Nguyên Như thấy cái con chó nó như vậy, nhưng mà thiệt ra theo cái vi diệu pháp á, mình không có dùng cái đó là thấy, tự mình không có thấy bằng cái nhãn thức, mà cái đó là ở trong cái tâm mình thôi. Cái đó là cái đó không có gọi là cái tâm nhãn thức nha quý vị. Tâm nhãn thức là phải có cảnh từ bên ngoài vào, tức là actually từ ngoài cái cơ thể của mình á. Nếu mà cái nào từ trong mình mà mình thấy ở bằng cái tâm của mình á, nó không có gọi là tâm nhãn thức ha quý vị ha. Rồi cái thứ ba là phải có có ánh sáng thích hợp. Có nghĩa là nếu mà mình có một cái thần kinh nhãn rồi nè, mình con mắt mình thấy bình thường mà mình có một cái cảnh từ ngoài đi vào, giống như con coi chó bông nó chạy tới mình, nó chạy tới, nó quậy đuôi vậy đó, rồi tự nhiên cái cúp điện, trời bão nè, mấy nay trời bão nó cúp điện, cái đó tôi thui à, mình đâu có thấy gì đâu quý vị. Thì tâm nhãn thức nó có sanh không không thấy gì trơn, thành ra phải có ánh sáng thích hợp, quý vị nhớ chỗ này ha, phải có ánh sáng thích hợp thì mới có tâm sanh nhãn thức ra được. Rồi sao nữa? Phải có khoảng không tương ứng thích hợp để mà thấy. Có nghĩa là có những cái mà mình có đủ hết mà cái khoảng cách nó không đủ thấy thì cũng đúng rồi. Chẳng hạn như quý vị tùy theo mỗi người đúng không? Thí dụ như quý vị có một cái cặp mắt kiến cận dày, thiệt là dày, mà cái mắt kiến cận đó nhìn chỉ thấy được trong vòng 4 hay 5 tấc trước mặt thôi. Rồi quý vị cũng có thể bị loạn, có thể bị viễn. Người bị viễn thì thấy ra xa, thiệt là xa mới thấy. Người cận thì gần, thiệt là gần mới thấy. Thành ra không có khoảng không tương ứng thích hợp á, thì dù mình có thần kinh nhãn nè, mà dù cảnh sắc có đi bên ngoài vào nè, ánh sáng ở trong phòng mình á, tràn ngập hết, đầy đủ hết, mà mình bị cận thị mình cũng không thấy gì hết quý vị. Đúng không? Thành ra phải có cái khoảng không tương ứng thích hợp thì mới có cái tâm nhãn thức này xuất hiện. Rồi sao nữa? Cái cuối cùng là phải có sự chú ý. Chẳng hạn như bây giờ mình đang ở trong lớp mình đây, mình học chung với nhau, mình đang tập trung, mình nhìn vô cái phone, cái computer hay là cái iPad. Thành ra nhiều khi có thể là một người chú hay người cậu hay người gì mình
mở cửa vô nhà đứng nói chuyện hồi nãy giờ mà mình đâu có để ý cái áo của cái chú cậu hay cô mình mặc màu gì đâu, tụi mình đâu có để ý. Tức là khi mà mình không chú ý á, thì cái nhãn thức nó cũng không có sanh lên. Nếu mà không chú ý cũng không có thấy được đối tượng bên ngoài luôn. Thành ra có một cái chỗ tí xíu này nữa Nguyên Như nhắc á, là cái chú ý này nó rất là quan trọng. Nếu mà mình không có để ý thì cái tâm nhãn thức này cũng không có sanh ra luôn. Quý vị thấy không? Thứ nhất là ôm lại nha, là thần kinh nhãn. Thứ hai là phải có cảnh sắc từ bên ngoài vào. Thứ ba, phải có ánh sáng thiệt là thích hợp. Mù mù mờ mờ cũng không thấy, tối thui cũng không thấy. Thứ tư, phải có cái khoảng không tương ứng với những cái từng người thì mình mới thấy được. Và phải có sự chú ý, phải có sự chú ý muốn nhìn thì mới đủ. Và phải có đủ 5 cái nguyên nhân này luôn, chứ không có phải là một trong nha quý vị. Cái này phải có đủ 5 cái nguyên nhân thì thần kinh nhãn mới khởi sanh, thì tâm nhãn thức mới xuất hiện. Quý vị nhớ chỗ này ha. Chứ nhiều khi mình học không kỹ, mình cứ về mình thắc mắc không biết á, là cái này Nguyên Như nói á, là có đủ 5 nguyên nhân, hay là chỉ cần 2 trong 3, 1 trong 3, hay 4 trong 3, hay 4 trong 5, hay là có này có kia. Không, không phải nha quý vị. Phải có gồm tất cả luôn, là mình có đủ 5 thì mình mới có cái gọi là thần kinh nhãn mới khởi sanh được. Mà khi mà khởi sanh thì sao? Thì nó diệt liền trong một sát na. Quý vị nhớ chỗ đó ha. Hồi nãy giờ mình ôm tới ôm lui đó, nó sanh lên nó diệt liền. Nó không phải là mình ngồi mình nhìn hoài, mình nhìn hết cái này tới cái kia, mình nhìn lâu thiệt lâu, không phải đâu. Khi quý vị ngồi nhìn lâu như vậy á, là bao nhiêu cái lộ trình tâm ở trong đó đó, nó nhiều lắm. Chứ nếu mà cái tâm nhận thức nó sanh lên, nó diệt trong liền một cái sát na. Nó sanh lên là nó diệt liền tức thì, nó không có last một cái sát na thứ nhì đâu nha quý vị. Rồi, Nguyên Như xin qua cái phần tứ nghĩa của thần kinh nhãn. Thì cái thứ nhất, trạng thái là phải có sự trong ngần của sắc tứ đại, phải thâu bắt được cảnh sắc. Cái thứ hai, phần sự là để thâu tóm được cảnh sắc. Thứ ba, sự thành tựu là sự thành tựu của thần kinh nhãn là sao? Là làm cái chỗ nương cho nhãn thức nó sanh lên. Nãy giờ mình ôm tới ôm lui, quý vị nhớ không? Cái phần sự của thần kinh nhãn là cái chỗ nương. Thì cái tâm á, nó phải nương vào thần kinh nhãn. Mà thần kinh nhãn là cái chỗ nào? Là chỗ con ngươi đó. Thì phải có thần kinh nhãn đây, cái sự thành tựu là chỗ nương để mà cho nhãn thức, tức là tâm nhãn thức sanh lên. Nhân cần thiết của thần kinh nhãn là gì? Phải có sắc tứ đại. Sắc tứ đại sanh do từ tham ái chấp trước của cái đời sống trước. Tức là mình không có tham ái thì mình đâu có sanh lợi kiếp này, đúng không quý vị? Thì cái sắc tứ đại sanh, mà sanh do từ đâu? Do từ tham ái của cái đời sống trước. Thành ra, như ôm lại là tứ ý nghĩa, trạng thái là do sự trong ngần của sắc tứ đại thâu bắt cảnh sắc. Phần sự là thần kinh nhãn sẽ có phần sự thâu tóm cái cảnh sắc. Thứ ba, sự thành tựu là chỗ nương cho cái nhãn thức sanh lên. Và thứ tư là phải có sắc tứ đại do từ tham ái chấp trước của cái đời sống trước mà có. Nhãn mình chia ra là có hai, là sẽ có trí nhãn và nhục nhãn. Phần trí nhãn đây, thầy kinh có dạy là sẽ có 5. Trí nhãn có 5, thứ nhất là Phật nhãn. Phật nhãn là cái trí của Đức Phật, hiểu biết về tánh nết của chúng sanh. Đây thì mình gọi là Phật nhãn. Thứ hai thì có toàn phi nhãn, tức là nhất thiết chủng trí, trí tuệ viên mãn và biết hết tất cả mọi thứ của Đức Phật. Đức Phật biết tất cả mọi chuyện luôn, từ thô cho tới tế. Ngài cái gì Ngài cũng biết hết, Ngài không có sót thứ nào hết, thì gọi là toàn phi nhãn. Thứ ba là huệ nhãn, là cái biết của trí tuệ, không có phải là cái tưởng của mình nha quý vị. Thứ ba là huệ nhãn, là cái biết của trí tuệ của những bậc tứ quả A-la-hán, là gọi là huệ nhãn. Thứ tư là thiên nhãn thông, thì mắt thấy được nhiều cái mà người thường không có thấy được. Nhưng mà ở cái thiên nhãn thông đây thì là những chư thiên của cái những chư thiên của cõi hiệp thế đó quý vị. Cũng trong 31 cõi thì những cái vị thiên này là đã có thiên nhãn thông rồi. Là thiên nhãn thông là cái thần thông về cái nhãn của chư thiên.
mắt thấy được nhiều cái mà người thường không thấy. Và thứ năm là pháp nhãn. Pháp nhãn là sao? Là cái hiểu biết cả pháp, từ vô học tới hữu học, từ tục đế tới chân đế, thì mình gọi là pháp nhãn. Cái chỗ này Nguyễn Như cũng có cái thắc mắc là vậy, mình có pháp nhãn không ha? Nếu mà mình vô trong lớp mà mình học một hồi mình rõ ra được tí xíu như vậy, có phải là pháp nhãn không? Một hồi xin anh Lý trả lời câu hỏi này dùm cho Nguyễn Như ha. Mình học được chút xíu nào, có phải mình học đúng vậy, có phải là có chút xíu không? Xà thú. Như vậy là mình cũng bon chen đua đòi vào một cái phần chút xíu của trí nhãn phải không quý vị? Theo lời của sư huynh Lý nói thì mình có chút xíu, vậy cũng xa thú lắm rồi ha. Rồi phần thứ hai là nhục nhãn. Nhục nhãn thì có hai. Thứ nhất á, là nhãn thần kinh, có nghĩa là cái con ngươi của mình á, nhãn thần kinh hay là thần kinh nhãn. Thứ hai là nhãn hiện tượng, gọi là, tức là nguyên cái nhãn cầu hoặc là nguyên cái con mắt của mình á, là nhãn hiện tượng. Rồi thầy kinh đi sơ qua một chút xíu về sự cấu tạo của con mắt, thì cái này là tiếng Việt thôi, nó cũng không có cái chi pháp nhiều như đọc qua là mình xong ha quý vị. Sự cấu tạo của con mắt đây, thì con mắt của mình á, có lông mày nè, lông mi nè, có mí mắt nè, có tròng mắt nè, có tròng trắng, có tròng đen, vân vân. Thì đó là sự cấu tạo của con mắt. Mình đi sâu vô bên trong một chút, thì con mắt đây là một cái sự cấu tạo rất là tinh vi. Nó gồm có giác mạc nè, có thủy tinh thể, có võng mạc để làm công việc nhìn thấy. Giác mạc là cái lòng đen ở một phần sáo ở phía trước. Cái công dụng nó như là một cái kính hội tụ. Khi mà một cái hình ảnh nó vô trong đây á, nó qua cái kính hội tụ này, nó chiếu vào bên phía sau của con mắt á, thì mình mới thấy được đó quý vị. Rồi cái một cái phần nữa gọi là củng mạc, CUNG và dấu hỏi, củng mạc là cái lớp ngoài bảo vệ mắt. Nó giống như cái phần mà quý vị mà đụng được đó quý vị, là cái lớp ngoài thôi, là cái phần màu, và nó cũng là cái phần màu trắng của con mắt mình luôn, là nó nằm phần sáo ở phía sau. Cái móng mắt thì móng mắt bao xung quanh đồng tử tạo ra cái màu mắt mình. Móng mắt bao xung quanh cái đồng tử tạo ra màu mắt của mình. Cái đồng tử là gì? Cái đồng tử là giữa con mắt của mình đó quý vị, có một cái màu đen. Quý vị thấy cái con mèo không? Mình nhìn vô có nhiều khi là con mắt nó nở ra, cái đồng tử nó giãn ra. Cái con mắt mình không có giãn nở nhiều, mà mình nhìn vô con mèo mình thấy cái đồng tử nó rất là rõ phải không quý vị? Đó, chính cho cái chỗ đen đen đó là cái đồng tử đó. Giữa mắt đó có màu đen, có thể co giãn nè, để điều chỉnh cái ánh sáng. Thành ra khi con mèo mà quý vị thấy nó vô trong cái chỗ nhà tối đó, nó giãn ra để mà nó thấy đó. Nó thấy đến khi mà nó chạy ra ngoài nắng á, cái đồng tử nó, mình thấy nó nhỏ lại, nó thấy rõ nhất là trong con mèo đó. Đồng tử đây có co giãn để mà có thể điều chỉnh ánh sáng, là nơi trú của cái tầm nhãn thức, có hình dạng đầu của con chí. Quý vị thấy không, cái chỗ đó nó giống con chí nhỏ xíu vậy đó. Rồi nhãn quyền, nhãn môn là cái cửa mà mở đường cho cảnh sắc đi vô và nhãn thức nó đi ra. Nhãn thức là cái tâm á, cái tâm thấy nó đi ra, cái cảnh sắc thì đi vô và nhãn thức nó đi ra. Tức là cái nhãn quyền, nhãn môn tức chỉ là cái cửa thôi. Thì khi mà cái cửa nó mở thì những cái vật từ bên ngoài đi vào và những vật bên trong đi qua, đi ra ngoài, quý vị thấy không? Thì cái đó phận sự của cái cửa đó. Rồi khi mà cảnh sắc nó đi vô được cái trung tâm của con ngươi rồi đó, thì cái tín hiệu báo xuống cho dòng tâm thức. Khi mà nó phải đi vô cái trung tâm của con ngươi rồi thì nó mới phát ra tín hiệu rồi vô cái vòng tâm thức của mình. Thì cái chỗ này á, thì mình đi sơ sơ thôi, tự gì mình sẽ đi một cái bài, Nguyên Như sẽ soạn một cái bài về cái lộ trình tâm, mà về cái sơ cho học viên sơ cơ của mình biết thôi. Thì mình sẽ sofa là hồi đó mình học là về nhãn thôi, thì cái kỳ sau mình ôn bài đó, mình sẽ vô là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân luôn, để cho quý vị lên ôm, để cho mình rõ hơn ha quý vị. Chứ thường thường như thấy trong sách cũng đề cập tới cái một cái là cái nhãn thôi. Thì khi mà mình nói vậy thì mình lẹ quá đó, mình không có quen. Mà không có quen thì sao quý vị? Mình quên tuốt tuột tuột. Thiệt sự là mình quên dễ lắm. Hễ mà đụng cái hỏi lộ trình tâm đã gì, mình học 10 lần, 20 lần rồi, sao mà mình vẫn quên hả quý vị? Nó lạ vậy đó. Còn ông 8-30 thì hình như mình nhớ hơi hơi dai chút xíu, nhưng mà lộ trình tâm thì
thì mình không nhớ, mà tất cả thì thiệt sự gọi là 19, hoặc là 19 nếu mà mình nói hai cái tâm hộ kiếp hai bên ngoài, nếu mà mình nói gom gọn là mình có 17 cái sát na tâm. Quên thì các quý vị, quên hoài luôn, khổ ghê. Và thành ra bây giờ lớp mình sẽ hạ quyết tâm là sau khi mình cùng nhau mà mình học cái lộ trình tâm, ít nhất á, là cái lộ trình tâm đơn giản này rồi á, mình ráng mình thuộc, mình ráng mình nhớ, mình ráng mình không quên ha quý vị. Coi như cả lớp mình á, hạ thủ công phu một lần đi, để thôi quê quá à, học cả hai năm là không nhớ, mắc cỡ muốn chết. Nguyên Như nói là Nguyên Như đó, cũng không nhớ luôn chứ không phải người khác đâu, nói chi cho xa xôi đây nè. Bây giờ mình xuống cái chỗ mà khi mà chưa có cái chỗ này á, thì khi mà mình nói không biết có nên vô chỗ này, thôi cái này mình để vô cho phần thì sao đấy quý vị. Khi mà vô cái lộ trình tâm á, như để dành cái phần này qua bài sau đi, mình đi rõ một chút xíu, thì bây giờ mình nói sơ sơ cũng quên tuốt tuồn tuột. Thành ra thôi bây giờ là 10:31 rồi, Nguyên Như sẽ dừng cái bài ở đây đi. Dạ con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông, hồi nãy sư nói sư sẽ nói cho lớp một chút xíu về cái nhân dị thời cho quả dị thục đó bạch sư. Dạ con xin dâng mít lại cho sư, để sư có thể ôn lại cho chúng con một chút xíu về cái phần này bạch sư. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ đây là cái lĩnh vực này là lĩnh vực tiếng Hán. Tiếng Hán mà hồi đó về sư học không biết là bao nhiêu năm, mấy chục năm không biết, mà chỉ nhớ lại cái nhân dị thời mà quả dị thuộc. Chữ dị là khác, thời là cái thời gian, cái thời gian khác nhau. Tức là thí dụ như giờ cái mình có cái tâm mà muốn đánh người ta đó, mình tâm muốn đánh người ta là ở một thời điểm nào đó, rồi cái lúc nào mà khi mà gặp cái dịp rồi mình mới đánh, khi mình thực hiện cái đánh đó, sau cái tâm đó. Cho nên cái tâm đánh thành ta thì cái nhân dị thời, dị là khác, thời là thời gian, cái thời giác nhau, rồi cái quả dị thục, chữ dị cũng là khác, mà cái thục là chín rồi hay là kết quả, cái thục có nghĩa là chín rồi hay là kết quả. Cho nên từ hồi mà có cái tâm mà muốn đánh thì ở một cái thời điểm đó là T prim mà T mà dấu phẩy đó, rồi cái thời mình đánh ta là cái T hai phẩy, thì cái chuyện đó có thể là 5-10 phút hay là bao nhiêu giây hay là dài ngày, dài tháng, dài năm, thì cái thời gian đó lại gọi là cái nhân dị thời mà cái quả dị thục. Mà khi mà cái quả đó là hết rồi thì cái chuyện nó đã kết thúc rồi đó, thì chỉ nhỏ vậy thôi, dễ dàng. Nãy sư nghe con ôm nó mấy cái bài tâm đó, tâm rồi tiếng Việt tiếng Bali đó, rồi cái bữa nay thì nếu mà con có tiện thì con viết cái bài hay là đem lại những người đó gửi cho những học viên trong này, trong đó có sư, để sư ôm viết vô trong cái sổ tay để đi theo mình, rồi nó ôm bài hoài cho nhớ, chứ không không ấy thì không không nhớ được con. Sư trong ai là cho nên là con muốn dạ sa thú sa thú sa thú, con xin kính tri ân sư Nguyên Thông đã giải thích cho lớp về cái nhân dị thời và quả dị thục. Dạ thưa anh sư huynh Lý ơi, sư huynh Lý có thể cầm mic một chút xíu về cái bài ngày hôm nay được không? Nguyên Như xin mời sư huynh Lý ạ. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Con xin thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Hồng Ân, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con xin kính đảnh lễ chư quý sư và xin chào toàn thể đạo tràng. Biết ý của chị Nguyên Như muốn mình comment về cái đề tài ngày hôm nay, chắc mà mình đi sâu vô. Hôm nay chúng ta đi vào cái tâm vô nhân và lật tan tành ra cái tâm nhãn thức, thì mà sau đó mình có cái câu hỏi thắc mắc là như cái vì sao mà chúng ta nói rằng đó là tâm vô nhân, là nó không có cái
ba cái nhân bất thiện và ba cái nhân thiện. Tuy nhiên mà có một cái nhãn thức thì nó đòi hỏi năm cái nhân. Phải có ánh sáng, phải có khoảng cách, phải có nhãn căn, phải có nhãn thức, rồi phải có cái tác ý để nhìn vào cảnh sắc đó. Thì nó cũng như vậy, thì muốn mà khi mà có một cái nhãn thức nó khởi sanh lên thì nó cũng đòi hỏi có cái nhân. Thì cái điều này nó sai biệt với lại cái ý nghĩa của cái chữ gọi là tâm vô nhân là vì thế nào. Thì ngoài cái lý do là vô nhân ở đây được định nghĩa là vô nhân là không có cái nhân trong sáu nhân tham sân si và vô tham vô sân vô si. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu một điều là muốn có một cái nhãn thức sanh lên thì phải có nói chung là phải muốn có một cái nhãn xúc thì cũng phải có những nhân mà như đã trình bày hồi nãy. Ở đây chúng ta phải lưu ý rõ một cái điều là cho dù con mắt có tốt, không có trở ngại gì, nhưng mà ví dụ như hồi nãy mình nói là đóng mắt lại thì không thấy cảnh, nhưng mà hình như cũng phải có thấy. Nếu mà lúc đó mình tỉnh giấc, mình không phải ngủ, mình nhắm mắt lại, mình cũng thấy nó đen thui trước mắt, thì cái đen đó có phải là cảnh sắc hay không? Hoặc là cái trường hợp người ta cận thị thì người ta nhìn ra người ta thấy nó không rõ, nhưng mà cái mờ mờ đó có phải là cảnh sắc hay không, chứ có được xem đó là cảnh sắc hay không, hay là không được xem đó là cảnh sắc. Tuy mà phải hiểu một điều rằng có cũng có cái tác ý nhìn vào cái cảnh đó. Lấy ví dụ như nhìn vào cái tivi, không có đeo mắt kiến, dạ không hả, thì nó cũng có ánh sáng, nó cũng có khoảng cách, nó cũng có cái tác ý, nó cũng có con mắt để bắt cảnh sắc, nó cũng có thần kinh nhãn đang hoạt động chỗ đó. Cái vấn đề là cái cảnh nó mờ là vì bản chất cái cảnh nó mờ, chứ đâu có phải là vì cái đó nó mờ mình gọi là không có nhãn thức đâu, phải không? Ví dụ như chúng ta bị cận 2-3 độ, không được lái xe, nhưng mà có thể nhìn ngắm biết, cũng biết đường đi vào restroom chẳng hạn, hoặc là đi lễ Phật nhìn lên những cái tượng không có rõ nét, không thấy mờ mờ cũng biết là tượng Phật. Chứ đòi hỏi bắt buộc là nó phải rõ nét mới gọi là có cái nhãn thức thì cái này có bộ hơi châm ạ. Không biết, không phải chơi chữ, mà hồi nãy là vì nghe Nguyên Như khách nghĩa về cái vấn đề là nó phải mờ hay là nó, hoặc là gì đó, thì Nguyên Như không công nhận đó là cái tâm nhận thức. Thì xin phép có đặt câu hỏi về cái khía cạnh đó chút xíu để làm rõ vấn đề hơn, là tại vì không thấy rõ nhưng mà vẫn có cái thấy, và cái thấy đó là cái mờ, nhưng mà cái cảnh nó mờ cũng là cái cảnh chứ không phải là. Hoặc là một trường hợp khác, cũng có cái tác ý, lấy ví dụ như là cái trường hợp mà nó không có ánh sáng, nó tối thấy tối thui, thì con mắt nó thấy, ví dụ nó thấy cái đó là nó có thể là nó thấy rồi màu đen không, hay là nhất định là phải có ánh sáng mới có một cái nhãn xúc hay không. Tại vì nếu mà không ngủ mở mắt ra mà lúc đó còn tối tăm thì thấy cái cảnh nó là cái cảnh gọi là cái cảnh nó tối, cái cảnh đen, chứ có phải là cái đó gọi là không có cái nhãn xúc không? Tại vì nó cũng có cái xúc, chứ nó có cái xúc để mà mình biết nó là tối chứ. Nếu nó không xúc làm sao mình biết nó là tối được? Thì cái chỗ này là xin phép các vị thiện tri thức có thể là góp ý kiến, đóng góp để hoặc là Nguyên Như thấy cảnh con chó vàng, Nguyên Như thấy trong mơ, kể cho Nguyên Trang nghe, lấy từ trong ngộ kiếp hả? Cái vấn đề mà ở trong giấc mơ đó, và cảm ơn chị Oanh cũng nghĩ giống, cái vấn đề mà trong giấc mơ mà mình thấy cái đó là ở trong cái ý thức nó ra, do tưởng nó hoạt động, chứ không phải là do từ cái cảnh ở bên ngoài nó tác động vào, từ cái cảnh sắc ở bên ngoài. Chúng ta hồi nãy giờ học từ cái gọi là tâm nhãn thức thọ xả quả thiện hay là bất quả bất thiện đó, ở đây không phải là, đúng rồi đó, không phải là cảnh sắc, nhưng mà nó cái cảnh nó do thức hoạt động, nó do trong tưởng, trong mơ,
trong trong thức hoạt động chúng ta có thể tưởng tượng. Ví dụ như là anh có thể tưởng tượng ra một cái nó là cảnh pháp, đúng rồi, nó là thuộc về cảnh pháp. Chúng ta có thể tưởng tượng ra một cái cảnh nào đó để chúng ta vẽ thành một cái bức tranh, mà tuy rằng cái bức tranh đó có thể là nó không có thực tế. Chẳng hạn cái chuyện như một vị nhạc sĩ tưởng tượng ra những cái âm nhạc trong đầu họ, xong rồi cái họ mới ghi xuống, nó cũng là cảnh pháp, rồi họ mới chuyển qua thành cái bài nhạc để người khác đánh. Là tất cả là từ cái gì mà do con người mà sáng tác ra, nghĩ ngợi ra. Mà cho dù là không sáng tác, hoặc là anh nhớ một cái bản nhạc nào anh nghe qua rồi riết, anh nhớ lời, anh thuộc luôn âm nhạc, anh ca lại ở trong cái thức của anh ra, cái đó là cũng là từ cảnh pháp nó ra. Cái đó không được gọi là cảnh sắc. Cảnh sắc theo như hồi nãy Nguyên Như đã định nghĩa là nó đòi hỏi phải có cái ánh sáng, nó phải có cái khoảng không, nó phải có cái con mắt được còn hoạt động. Như con mắt mà nghỉ chơi, con mắt mà gọi là của người mù thì cũng không tính nha. Và con mắt này cũng phải được mở mắt ra, đón nhận cái ánh sáng đó với một cái khoảng không nhất định. Và cái nhãn thức nó hoạt động, nó bắt được, nó giống như cái máy chụp hình, bắt được cái ánh sáng đi vào. Nó có cái lens, nó mở ra, nó đóng, thì như vậy mới tính là một cái nhãn xúc. Với có cái tác ý nữa. Chứ phần còn lại nó gọi là cảnh pháp. Thầy kinh viết nhạc từ cảnh pháp. Ai viết nhạc cũng là cảnh pháp ra không, mới tựa là sự tưởng tượng ra mà. Nhưng nó là giả không thật có. Thì nó từ giả nó chuyển thành thật, chúng ta cho nó là thật. Và tu riết để từ cái thật đó mới nhận nó ra, đó là tất cả đều là vô thường, khổ não vô ngã, nó rỗng không đó. Để từ cái chấp gọi là cho là thật, thì mới gọi là chấp cái tôi với ta, cho là cái tôi với ta là thật. Cho tới khi nào mà nó già, nó bệnh, nó chết, nó không nghe theo lời nữa, nó lâu ngày nó tự nó già, nó đâu có nghe lời mình, nó trẻ hoài đâu. Rồi nó bệnh, nó đâu nghe lời mình là nó khỏe hoài đâu. Rồi tới chừng nó chết, nó đâu nghe lời, nó sống hoài đâu. Lúc đó mới dở lẽ là nó không biết nghe lời. Nó rỗng không, nó vô ngã, cho nên mới té ngửa. Thì lúc đó thì mới ý thức là không thật có. Nhưng mà cái vị mà chứng được cái trạng thái gọi là không thật có này, từ trong cái ý thức, trong cái tuệ văn á, nó khác cái tuệ tu của quý vị mà chứng thánh, là vấn đề khác. Chúng ta có thể hiểu được cái chỗ đó. Cũng giống như là cái câu hỏi của Nguyên Như hồi nãy hỏi là chúng ta có một cái chút xíu gì về cái tuệ gọi là tuệ nhãn hoặc là pháp nhãn hay không đó. Thì chúng ta học đó, không mức độ tu thì cũng mức độ tư, không mức độ tư thì cũng mức độ văn, là chúng ta tất cả là pháp được chia làm hai, pháp cực đế, pháp kinh đế, chúng ta học dèo dèo rồi thay vì đi đi coi ngày coi giờ mà tin vào, dựa vào cái gọi là cái thầy bói để mà mua nhà mua cửa hướng này hướng nọ, bây giờ chúng ta ý thức được rằng từ cái điều mà chúng ta học từ Phật pháp là cái chuyện hên xui mai rủi đó là không phải là hên xui mai rủi, tức là phước và họa nó có theo cái luật nghiệp báo nhân quả. Chúng ta tin vào nhân quả thì chúng ta dùng cái pháp mà chúng ta đã được học đó, thì chúng ta có một cái phần nào đó của cái gọi là pháp nhãn. Mà pháp nhãn là tuệ nhãn thiên nhãn hay tất cả những cái này á. Thiên nhãn thì cũng phải dùng cái cảnh nó có cái khả năng thần lực thần thông, cũng phải dùng cái bắt cảnh sắc ở ngoài vào để thấy được, có khả năng họ thấy từ xa, thấy những cái quang cảnh lớn. Nhưng mà cái trạng thái giống như là pháp nhãn và tuệ nhãn đó là cái nhận biết thấy từ ở trong cái trí tuệ, chứ không phải là cái cảnh sắc mà chúng ta nói chuyện ở đây theo cái gọi là cái tâm vô nhân. Cái trạng thái mà đương nhiên là không phải là bậc thánh rồi, cho nên nhưng mà chúng ta phải ý thức một điều rằng á, Đức Phật sau khi ngài đã đắc đạo quả, ngài ngồi lim dim với cội bồ đề, cho dù ngài mở mắt ra thì cái điều ngài thấy trước mắt á, thì cái cảnh sắc là những cội bồ đề hoặc là những cái cảnh mà trước mắt. Nhưng mà những cái ngài chứng được, những cái gọi giống như là tứ đế hoặc là những cái pháp đó, là nó đâu phải là những cái gì mà người ta có thể vẽ ra được làm thành bức tranh bức ảnh. Thì đương nhiên những cái đó là trong là cảnh pháp mà ngài đã ngộ ra, ngài đã nghiệm ra, ngài đã nhận thức được ra. Thì cái đó là nó không phải giống như là cảnh sắc mà con mắt nó thấy.
Mắt ở đây mà chúng ta nói ở đây là con cái dục nhãn đó, tức là con mắt thịt đó, nó phải có những cái lông mày lông mi như nãy như giải thích đó. Cái mắt mà tuệ nhãn của Đức Phật, hoặc là chính những cái không nhất thiết phải tới Đức Phật mới gọi là tuệ nhãn, những cái người có cái khả năng hiểu biết tới ví dụ như science, chúng ta đâu có nhất thiết là phải thấy được vi trùng vi khuẩn gì đâu, nhưng mà ý thức được từ cái điều đó, chúng ta rửa tay rửa đồ đó, cái đó là cũng là một cái phần của cái trí, tức là cái sự hiểu biết. Do cái trí rằng biết cái bằng cái tay dơ thì cái bàn tay này nó đang có những cái germ, những cái gì đó chẳng hạn, ăn uống hoặc là tiếp xúc là phải rửa tay. Thì cái đó là mà mình nói là vì sao, vì nói là nó là có germ, nhưng mà có chỉ ra được không, đâu có chỉ ra được đâu. Nhưng mà nếu mà soi kính hiển vi thì nó thấy được cái điều đó. Cho nên là nó cũng tùy cái mức độ, nhưng mà trên dưới cái vấn đề ý nghĩa đó là do cái tâm có sự hiểu biết. Thì nó có những cái tùy theo cái mức độ mà nó cũng có những cái pháp nhãn hoặc tuệ nhãn hoặc là gần nhất thiết chủng trí, thì cái đó thì thôi thôi tránh xa ra chút xíu chưa tới. Không biết có ai còn có câu hỏi nào không. Chị Oanh ơi, em cũng giống như chị đó, em nghĩ về cái vấn đề đó, em thấy nó cũng thực ra từ trong cái con người mà cái chỗ mà cái thần kinh nhãn nó nằm ở trong cuối con mắt mà ra tới cái lông cái mí mắt của mình mà sụp xuống á, mà mình gọi là mình che ánh sáng từ bên ngoài đi vào đó, thực ra nó cũng có cái khoảng không của cái từ cái màn ở trong mà cái chỗ mà nó nhận ánh sáng với lại từ cái mí mắt ở ngoài, tuy rằng cái khoảng không đó là không có nhiều lắm, nhưng mà nó cũng có rồi. Nó không thể nào mà nói là không có được, cho nên là cái đó nó cũng hơi thấy sao, không biết Nguyên Như có cái nhận xét gì hay không. Thôi thì xin phép nhường mic lại cho cả nhà, nếu mà chúng ta có ý kiến hoặc câu hỏi nào chúng ta đem lên ra nhau để mà câu hỏi lại anh. Cái câu hỏi là cái vấn đề hồi nãy là khi có một cái nhãn xúc thì phải có ánh sáng nè, phải có cái khoảng không nè, phải có cái sự rất rõ ràng, phải có con mắt nè, phải có thần kinh nhãn, rồi phải có cái tác ý để mà hướng cái tâm đến cái trạng thái gọi là nhìn vào đối tượng để mà có một cái nhãn xúc. Mà thêm một cái điều này nữa thắc mắc nữa nha, để xin đưa ra câu hỏi để cả nhà chúng ta có thể bàn luôn, là lấy ví dụ như là với kinh nghiệm đang ở đây làm việc trước cộng đồng thì con mắt tác ý nhìn vào cái màn hình với cái chữ nghĩa, thế thì ở ngoài đường á, nó có giông bão, nó chớp ánh sáng, nó chớp 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 chớp. Đương nhiên là mình đâu có biết lúc nào nó chớp và nó chớp bao lâu hay bao xa, hoặc là cái độ sáng của nó ra sao đâu. Cái sự tác ý là gửi con mắt vô cái màn hình, nhưng mà ở ngoài nó chớp, nó nổ cái đùng cái con mắt thấy mình biết nó có chớp, nó có ánh sáng, cái ánh sáng đó nó ở ngoài. Mà nếu mà mình nói rằng mình không có cái tác ý thì mình không có cái nhãn xúc thì cũng không được, là vì có cái nhãn xúc rồi mình mới biết là ở ngoài nó có cái thunder, nó có lightning. Cho nên là cũng xin đưa ra cái vấn đề này để chúng ta có thể bàn thảo thêm. Câu hỏi lại là ở cái chỗ là hồi nãy câu hỏi là có hai câu hỏi. Câu hỏi mới nói về cái vụ mà lightning là mới hỏi đây. Còn cái câu hỏi mà hỏi trở lại cái vấn đề kia là lấy ví dụ như là buổi sáng đã thức dậy rồi, không còn phải ngủ nữa, mở mắt ra nhưng mà trời còn tối thui, thì thấy thấy nó, trong phòng nó đen, thì có phải được xem đó là một cái cảnh sắc, mà cái cảnh sắc đó là cái cảnh nó màu đen, thay vì nói rằng nó không có là phải là cảnh sắc hay không? Đó là cái câu hỏi. Dạ, xin nhường mic lại cho chị Nguyễn Như. Trời ơi, xa thú, cái này là học giả hảo, bất học giả hảo quý vị. Bây giờ tự nhiên vậy nè, mình ngồi đây mình học đi. Ở trong nhà mình cứ tắt điện cái bụp, tới thôi. Rồi cái quý vị nói là, ồ, sao không thấy gì hết vậy? Hay là quý vị nói, ồ, tôi thấy được một màu đen rồi, mừng quá.
Cô trả hỏi câu hỏi đơn giản, như hỏi đơn giản thì mình nhiều khi mình học nhiều quá thì mình nghĩ xa xong quá. Bây giờ Kỳ Anh đang ngồi, Kỳ Anh thấy hết thế giới xung quanh rồi, cúp điện cái bụp xuống không thấy gì hết, thì Kỳ Anh mới nói là chị Như em không thấy gì hết, hay là Kỳ Anh mới nói là trời ơi tôi thấy được màu đen rồi. Nếu mà quý vị trả lời được thì tùy theo Quanh nghĩ, nếu mà Quanh thấy màu đen, Quanh mê màu đen thì cái đó là màu đen, nhưng mà đối với Như thì Như sẽ nói là chẳng thấy gì hết, tôi đang thui và thấy gì đâu, đâu có cảnh sát gì đâu, nó chỉ là một cái màu đen thôi. Cái chỗ này là thầy cũng nói nè, cái màu đen đó, nó không gọi là cảnh sát trừ khi nào á mà mình thấy một cái gì mà trên đó một cái màu đen, giống như là một cái cuốn sách nó màu đen, một cái cuốn tập nó màu đen, một cái tivi màu đen, cái đồng hồ màu đen. Còn tự nhiên cái bực cái không thấy gì hết thì cái đó không có gọi là cảnh sát đâu quý vị, nó là không thấy gì đeo hết, là đen thui. Mình đang nói ở đây là cái cảnh sát nha. Cái cảnh sát là một cái vật gì từ ngoài vô để cho cái con mắt nó thấy. Còn nếu mà lúc nào mình cũng thấy bóng tối thì Quanh nhìn, Quanh nhắm mắt cũng bóng tối vậy. Cái đó đâu gọi là mình thấy cảnh sát. Một cái chỗ hồi nãy anh Lý có nói là hỏi là cái chỗ mà khi mà mờ, khi mà thấy nhạt nhạt, rồi cái chỗ mà có cái khoảng không tương ứng để thấy được á, thì sau này mình sẽ học thêm một cái chỗ nữa về cái lộ trình tâm. Nó cũng có một cái cảnh rất rõ nè, cảnh không rõ nè, cảnh rất lớn nè, cảnh lớn, rồi cảnh nhỏ, rồi cảnh rất nhỏ nữa. Cái đó giống như là quý vị đi vô trong cái theater mà quý vị mua vé quý vị coi đó, thấy không? Cái chỗ đó nó cũng quan trọng lắm. Tự vì mình đi vô một cái theater lớn thì những cái người nào mà ngồi ở ngay trước một hai dãy đầu tiên, quý vị thấy Paris by Night đó, thì cái chỗ đó bự nhất ngay trước mặt mình, cái đó là cái cảnh rất lớn, phải không? Tức là nó làm cho mình cuốn hút vô nhất. Còn cái chỗ mà cái cảnh nhỏ xíu là cái giá khoảng 50 đồng mà mình hay thường thường mình mua phía sau đó, là cái cảnh rất nhỏ. Thành ra nó sẽ có những cái phát khác nhau đối với cái tâm của mình, thì những cái lộ trình tâm đó khác nhau. Thành ra quý vị thấy nếu mà mình có thể là mua vé theo lộ trình tâm, nói nôm na là vậy chứ không phải là vậy nha quý vị. Thì khi mà những cái cảnh rất lớn, cảnh rất nhỏ, cảnh nhỏ, thì nó cũng liên quan tới cái chỗ mà cái câu anh Lý hỏi đó. Sau này thì mình sẽ học sâu hơn. Nguyên Như sẽ thỉnh ý với thầy Kinh coi, nếu mà mình đã đào sâu tới cái chỗ này thì mình sẽ đi vô, có thể là mình sẽ đi vô cái lộ trình tâm về cái nhãn thức trước đi, rồi mình sau mình khi qua mà nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức á, thì mình sẽ để, mình không có cần dồn cái lộ trình tâm một cục, một ngày, năm thứ, mà mình sẽ rải ra trong mỗi cái tâm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân á, mình đi qua năm cái bài, năm cái lần, năm cái khúc mỗi cái tâm á, cái ngũ song thức đó, mình đi cái lộ trình tâm mình ôn qua như vậy, thì Như hy vọng á là quý vị sẽ rất là rành cái lộ trình tâm cơ bản để mà mình có thể là coi như là mình đi múa lụa được ha quý vị. Tự vì khi mà mình rành cái đó rồi á, sau này mà thì kinh cho những cái lộ trình tâm khó hơn á, mình cái basic mình nắm được á, mình có cái fundamental rồi thì mình sẽ dễ đi mấy cái kia hơn. Chứ mà cái lộ trình tâm cơ bản mà mình cũng còn cà xịt cà đuổi thì nó hơi khó. Mà Như hy vọng là nếu mà mình đi cái kiểu này ha quý vị ha. Nhãn thức thì mình đi lộ trình tâm của cái lộ nhãn thất thức, rồi lộ nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì mình sẽ ráng qua mình ôm như vậy. Thì Nguyên Như sẽ thỉnh ý của thầy trước, coi ý thầy ra sao. Vậy đi ha, Nguyên Như cũng thấy rất là trễ rồi. Dạ con xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông có thể thay mặt Chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Bạch Sư, con xin dâng mít lại cho Sư ạ. Bhavatu sabba mangalang rakkhang tu sabba devata sabba bhuta nu phave na sada sothi phavantu te Bhavatu sabba mangalang rakkhang tu sabba devata sabba dhamma nu phave na sada sothi phavantu te Bhavatu sabba mangalang rakkhang tu sabba devata sabba sangha nu phave na sada sothi
Và văn tu tế tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú xà thú xà thú. Dạ con Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng đến cho chúng sanh ạ. Văn kinh chi cu sa la cam măng cành tâm băng kỳ ri văn ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye san ta san nhi no an thi ye cha san ta san nhi no ca tăng puôn nhà pha lăng mê hăng sam bê pha ghi pha quán tu tê Dê tăng ca tăng suy đi tăng đình năng buồn nhập pha lăng mà già dê cha tăng tha na cha năn tỳ đề qua gánh toa ni quê đa dung sầm bê lô cầm hi dê san ta chỉ quan ta ha ra hê tu ca mà nuôn nhân bô cha năng sầm bê la phan tu ma ma chê Ta sa ti y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du Ý đằng quá tá mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tua nà gá tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong thời vị lai. Dạ con xin hồi hướng công đức phước đức mà chúng con đã học kinh Vi Diệu Pháp của ngày hôm nay, của chúng con ôn bài của ngày hôm nay. Con xin kính chúc cho cô Phúc Hạnh được thân tâm an lạc. Con đã nghe em Duyên nói là cô bị bệnh rất là nặng, cũng là bị cancer mà con thấy cô vào lớp con rất là thương, mà con không có dịp để mà chia sẻ những cái lời hồi hướng và lời cầu nguyện của chúng con. Con xin đạo tràng có thể dùng 3 giây, 5 giây thanh tịnh của mình để hồi hướng phước báo tới cho cô phụ nữ Phúc Hạnh. Chúng con cầu mò chúc cho cô được có thể là thân tâm nhẹ nhàng và có thể vượt qua được những cơn đau. Dạ con xin thành tâm cầu nguyện cho cô. Dạ thưa quý vị, Nguyên Như nghe là cô cũng ở, cô là đệ tử và cũng ở trong chùa của Sư Pháp Trang. Cô đã tu trong chùa của Sư Pháp Trang và cô đã vô Sài Gòn để mà chữa bệnh đó quý vị. Dạ sa thú cô. Dạ nếu mà cô có thời gian thì cô cũng có thể là vô, cô không cầm mic được thì cô cũng nghe tụi con học với nhau ha cô. Dạ Nguyên Như rất là sa thú cô nghĩ đến lớp. Dạ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai là ngày thứ năm ở bên Mỹ và mình sẽ được học bài tiếp tục về ca 12 nhân duyên của sư phụ Pháp Tính. Dạ Nguyên Như sẽ xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.